大世界都於此漸看得太易，遺忘了若要追，必須要踏前。 自困細小的圈子，每日逃離視線。夢與想終於離開身邊，時有想說的遺憾還未說完。差一些狂想能開始，差一些和他能相戀，錯過了萬次，明日再別兜圈。 難承受再次失落無言，淪為消失的片段。從前知道得太少，原來肯去追才是一生重要。Anh không có gì chứ? Tôi tính gọi cho anh. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh. Ở đây không cho mang thức ăn vào. Cắt bánh kem đi. Cảm ơn. Ấy nhưng mà không được. Bỏ quên cái này nữa. Anh có hút thuốc hả? Tôi không hút hồi lắm. Lúc nãy tiện đi mua thôi. Yeah. Kệ nó đi, cứ ăn như vậy đi. Tôi còn một cách. Thật ra trong túi bảo bối của anh có bao nhiêu bảo bối? Cô cầm giùm tôi đi. Cầu nguyện đi. Sao thổi tắt nhanh vậy, cô chưa cầu nguyện mà. Lúc trước còn nhỏ, mỗi lần sinh nhật tôi đều thổi đèn cầy cầu nguyện. Ước mơ của tôi chính là tôi hy vọng có thể tìm được má của tôi. Vậy thì tôi sẽ có ba má, cả hai cùng yêu thương tôi. Nhưng lớn lên tôi biết là không thể nào. Nên tôi hy vọng có một người yêu lý tưởng, có thể bảo vệ tôi, thương tôi và yêu tôi. Nhưng bây giờ không còn gì hết. Cầu nguyện không linh nghiệm chút nào. Tặng cho cô nữa. Sao lúc nãy anh mua được nhiều đồ như vậy? Không phải, tôi đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Năm nay sinh nhật vui vẻ. Vậy năm nay tôi sẽ tháo nó ra. Là dây chuyền USB. Xin lỗi nha, tôi không biết cô thích cái gì cho nên tôi mới tặng cái USB này cho cô. Nó có đến 64GB, hai dạng kết nối, tỷ lệ truyền tải đạt tới 2GB mỗi giây. Có tâm tư lắm. Cảm ơn anh. Cắt bánh kem đi. Đừng cắt tới đấy đó. Khoan đã. Bánh kem đẹp như vậy, chụp tấm hình trước đã. Cũng được. Dạ. Đốt đèn cầy cái đã. Xong rồi. Để bánh kem lên cao một chút. Không phải chụp tôi, là chụp chung với tôi. Không phải nhìn tôi, là nhìn ống kính. 1, 2, 3, cười. Ăn sáng đi. Em làm gì vậy hả? Cung chụp hình ngọt ngào quá. Đừng có phá hình của anh mà. Đã nói cô Trương nhìn thấy tấm hình này chắc chắn sẽ trở mặt với gã hàng đó mà. Sao em biết chứ? Em đã gửi tấm hình đó. Đương nhiên rồi. Anh định trả ơn em thế nào? Em còn đương nhiên nữa. Làm vậy là không đúng. Bây giờ kẻ không đúng là gã hàng đó mà. Cô Trương có quyền được biết. Em không phải chỉ giúp một mình anh đâu. Em làm cho cổ tối nay buồn vô cùng đó. Nếu không như vậy, anh làm sao có cơ hội làm vui mừng nữ thần chứ? Đúng, lại từ nay em đừng có phá máy vi tính của anh nữa. Anh cũng biết nói máy vi tính của anh sao? Nè, tấm hình được sao chép từ máy vi tính của anh. Nếu em có tội, anh chính là chủ mưu. Nè, đừng có giật nữa mà. Ôi trời ơi, nhìn nét mặt tươi cười sắc xuân của anh đi. Anh dám nói tối của anh không thích sao? Anh có thích hay không cũng không liên quan tới em. Trả lại đây đi. Làm gì vậy? Sơ ý xóa mất tấm hình rồi. Em dám xóa? Xóa. Lo lắm phải không? Giữ kỹ đi, đừng để sếp anh nhìn thấy. Bắt trước người ta làm kẻ thứ ba, phỏng tay trên của sếp. Đợi ngâm lòng heo đi, đi ăn sáng. Marcus, sáng sớm tới tìm em không đúng nguyên tắc rồi. Hay là mới đó anh đã cảm thấy nhớ em rồi? Hôm đó em chụp lén anh là có ý gì? Giữ làm kỷ niệm thôi, sao anh biết? À, giả bộ ngủ hả? Em biết là anh có bạn gái mà. Em gửi tấm hình cho cổ. Đối với em, đối với anh mà nói đều không có kết quả tốt. Xin lỗi nha, quan hệ giữa em và anh rất là tự nhiên. Quan hệ giữa anh và bạn gái của anh tốt hay không, em thật sự không quan tâm. Em chỉ tung tấm hình lên đám mây mà thôi. Vậy mà cũng bị người ta lấy được. Xem ra em phải về thay đổi mật khẩu rồi. Anh rảnh rỗi tới xử tội em. Thôi thì anh suy nghĩ có người nào đối đầu với anh hay không. Tao làm như vậy có phải không hay cho lắm không? Rất tốt. Làm kẻ thứ ba đó. Rất tốt. Luôn cả mày cũng khích lệ tao làm vậy. Tao cảm thấy là tao cần phải đi tự thú. Tự thú gì chứ? Rất tốt. Đi photo đi. Nè, tối qua anh chơi game tới sáng sao? Sao mệt mỏi vậy? Không có. Người xấu. Người máy của anh bị treo rồi. Có phải anh đã làm gì nó không? Tôi không có nói gì với nó hết. Người xấu. Im đi. Ăn nóng đi. Chà, dì à, dì nấu ăn cũng cầu kỳ lắm. Lòng trọng như vậy biết trước đã ra ngoài ăn rồi. Là chút tấm lòng thôi. Tuy hơi trễ một chút. Mô mình à, sinh nhật vui vẻ. Dì à, dây chuyền giá trị quá con không thể nhận được. Tấm lòng của cô có khi nào hơi mạnh tay không? Thiệt tình chỉ là chút tấm lòng thôi. Quan trọng nhất là con thích. Kiểu này là do má tự thiết kế đó. Chị coi như khích lệ má đi. Vậy cảm ơn gì? Nhưng lần sau đừng lãng phí quá. Nếu như con không ngại, từ nay năm nào dì cũng qua đây ăn mừng với con. Nếu dì rảnh thì không sao. Má em chỉ rảnh quản em thôi. Bình thường má luôn rảnh rỗi. Trời ơi, nói lung tung. Ăn cơm đi, ăn cơm đi nè. Cảm ơn. À phải, bạn trai của chị đâu? Ảnh có chút chuyện phải làm, không thể tới được. Nè, con đích hỏi những chuyện đó để làm gì? Con có thiếu gì bạn để cặp chứ? Nè, sao nói lung tung vậy? Con còn nhỏ đó. Mua mình à? Con không có gì chứ? Không có gì. Hôm nay đông đủ như vậy, hay là chúng ta cùng chụp tấm hình đi? Cũng được. Để tôi chụp giùm mọi người, cảm ơn. Nè mọi mình à, ngồi sát một chút. Dạ. Tự Tuấn à, nhìn ống kính nha. Tấm này đi. Tấm này, anh nghiêm túc hả? Mắt kính cũng chụp không hết. Anh lấy làm hình quảng cáo sao? Anh không có gì chứ? Chắc là tôi mệt mỏi thôi. Anh cãi nhau với mùa mình chứ gì? Tôi nói gì chứ? Luna có hỏi tôi. Nhìn mặt anh cũng biết là đúng rồi. Mọi người đừng tò mò quá. Cô không thể giúp tôi đâu. Nè, anh không nói làm sao biết không giúp được? Không phải tôi không coi cô là anh em. Nhưng mà Thật sự không thể nói ra. Nói đi. Ê, ra ngoài uống ly nước cái đã. Không phải chứ, vậy mà anh cũng làm được sao? Tôi còn chưa nói xong. Thật ra tôi không muốn nghe anh nói. Tôi đã uống tới say khước, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phải rồi, anh muốn nói anh đã uống say đùa vui qua đường, không phải nghiêm túc chứ gì. Trên thực tế là như vậy mà. Ok, tôi biết rồi, tôi đi trước đây. Ê, nè nè. Không hơi đâu nói nữa. Chúng ta là anh em mà, không lẽ vậy mà cũng không ủng hộ tôi? Không ủng hộ. Cô chửi tôi rất đúng. Sao tôi lại làm những chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Dựa theo số liệu thống kê của năm 2017, tỷ lệ ngoại tình của nam giới toàn cầu đạt từ 50 tới 60%. Trong đó tỷ lệ ngoại tình của người làm nghề IT là cao nhất. Anh không phải là thiểu số. Khoan đã. Sao anh biết là tôi ngoại tình? Google. Anh có thể hỏi Google là tôi ngoại tình. Tra cứu Google. Tra cứu Google nói khi người đàn ông ngoại tình, phản ứng tâm lý của họ là cảm giác tội lỗi với lại mệt mỏi, dẫn tới hiệu quả công việc giảm xuống, rất trùng khớp với biểu hiện mấy hôm nay của anh. Bởi vậy mới nói chúng ta đều là đàn ông, anh hiểu mà. Tôi không hiểu cho lắm. À, xin lỗi, tôi quên mất anh vẫn còn là trai tân. Nếu như hôm đó tôi không uống say, tôi tuyệt đối không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. À, phải, đúng là tôi đã làm sai. Nhưng mà tại sao mô mình có tấm hình của tôi? Là ai phá tôi chứ? Hay là anh thử năn nỉ cổ đi. Năn nỉ cái gì chứ? Ngay cả gặp cũng không muốn gặp nữa. Lại không nghe điện thoại của tôi. Cổ có đề cập với tôi sẽ tham gia một hoạt động từ thiện. Cổ có kêu tôi đi. Cổ đã nói trên group chat, không chỉ kêu tôi đâu. Hay là anh thử đi chung, giải thích thử đi. Bỏ đi. Tôi không muốn ảnh hưởng tâm trạng của cổ. Anh coi chừng cổ giùm tôi. Tôi? Phải, tôi rất tin tưởng anh. Anh em trai tân của tôi. Trời ơi, cái ly đó chứa cái gì vậy? Đâu có. Má Panda. Hả? Mụ mình sao rồi hả? Con cũng biết sao. Ừ. Gặp những chuyện như vậy đương nhiên là không vui rồi. Nhưng má tin nó có thể xử lý được. Con cũng không nghĩ mà kết lại như vậy. Bấy lâu nay ảnh thương môn mình lắm. Lý nào lại như vậy? Không lẽ đàn ông nào cũng như vậy sao? Hình như con cũng có cảm xúc. Có phải bị bạn trai chọc tức không hả? Không phải là chuyện trước đây. Má cảm thấy bây giờ chuyện này tính sao? Bây giờ môn mình cần nhất là có người lo cho nó, ủng hộ nó, chứ không phải là chi phối nó. Ừ. Suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thời gian và kinh nghiệm đó. Nè, rất nhiều chuyện lúc đó cảm thấy đúng, nhưng sau đó thì ra là sai. Cho nên bây giờ con cũng thấy vậy. Nếu con thấy chuyện đó đúng, con sẽ làm trước. Cho nên con ra sức làm việc. Không phải chỉ là công việc, tình yêu cũng vậy nữa. Hả? Nếu cảm thấy là đúng thì con sẽ đi bước này. Lần trước lỗ hổng bị lỗi, anh sửa lại chưa? Đang làm. Thiếu chút đồ. Thiếu cái gì? Cái mới. Mắt kính cũng làm gần xong rồi. Không phải nên tìm những cái mới sao? Chờ một lát. Tín Hy, nhớ buổi triển lãm ngày mai nha. Đúng 9 giờ, đợi ở trung tâm văn hóa. Nữ thần hẹn anh đi chơi hả? Đâu có. Còn nói không? Không có sao căng thẳng vậy? Tôi đâu có căng thẳng. Anh lo đến đang ngồi xe đồ kìa. Tôi có xe đồ đâu. Ê. Ê. Anh mừng sinh nhật với người ta sao? Trời ơi. Không như cô đã nghĩ đâu. Nè, người ta đang cãi nhau với bạn trai, anh lại đi mừng sinh nhật với người ta, còn hẹn người ta đi chơi. Không phải đi chơi, là làm từ thiện. Càng tệ. Làm từ thiện tức là viện cớ hẹn người ta đi chơi. Anh còn nói anh không phải kẻ thứ ba. Tôi không phải là kẻ thứ ba. Thật ra thì yêu thầm một người không sai. Anh yêu Moment cũng không có sai. Nhưng mà anh không thể phá hoại mối quan hệ của người ta, có biết chưa? Biết rồi. Không lẽ anh cảm thấy anh trở thành kẻ thứ ba của họ sao? Không nói nữa. Kẻ thứ ba. Không nghe mà. Kẻ thứ ba. Không nghe, không nghe. Kẻ thứ ba. Hôm nay cảm ơn anh nha. Tôi đâu có giúp gì cho cô đâu. Thật ra giới thanh niên bây giờ quan trọng nhất là phải kiên nhẫn và phải chịu nghe họ nói. Anh nói chuyện hơi khó hiểu, nhưng mà anh là một người lắng nghe rất tốt. Hả? Có con chó. Nó không thể lên được. Nè, cô làm gì vậy? Làm gì nguy hiểm lắm đó. Cẩn thận. Anh dịnh tôi đi, tôi xuống dưới cứu nó. Cẩn thận đó. Xong rồi. Kéo tôi lên đi. Mạnh tay lên nha. Mau giữ chặt đi. Anh còn nói anh không phải là kẻ thứ ba. Giữ chặt đi. Xong chuyện rồi. Xong chuyện rồi. Tôi để đồ cái đó. Ủa về ông rồi hả? Ủa cô Trương, sao rảnh rỗi tới thăm tôi vậy? Con chó dễ thương lắm. Lúc nãy nó thê thảm lắm, rớt xuống dưới rãnh nước. Con dẫn nó đi khám thú y, kiểm tra quản lý thông tin. Cả hai chủ nhân đều bỏ nó rồi. Nam nữ chia tay, cả hai đều không nuôi. Tụi con quyết định giữ lại. Hả? Con nuôi chó? Chẳng phải con sợ? Thật ra con cũng muốn nuôi chó, nhưng mà má panda dị ứng lông chó, con không thể nuôi được. Không sao. Nè, tôi cũng thích chó lắm. Tôi phụ trách nuôi, cô phụ trách tới chơi. Chịu không? Nè, bây giờ tôi đi thêm đồ ăn nè. Ông ngoại, 80% thức ăn của loài người đều không thích hợp cho chó ăn. Ngoại thêm thức ăn cho cô Trương. Lâu lâu tới chơi đương nhiên phải ăn cơm rồi. Cô ngồi chơi nè. Để con phụ ông. Nè. Cô Trương, cô biết chăm sóc người khác, tay nghề cũng rất giỏi. Ai cưới được cô đúng là có phước à. Bác Đàm, bác đừng gọi con là cô Trương nữa, gọi con là Trương Lai đi. Sao hả? Gần đây sức khỏe của bác không có gì chứ? Trước giờ sức khỏe của tôi đều rất tốt. Hai đứa cháu này lo sợ thái quá thôi, thích lôi tôi tới bệnh viện. Nhưng mà cũng may, nhờ vậy nên mới biết cô đó. Cô cũng biết Hy heo á. Tín Hy, có thể nói chúng ta có duyên lắm nghe. Hai đứa cháu của bác chỉ vì hiếu thảo nên mới bắt bác tới bệnh viện thôi. Cô nấu ăn giỏi như vậy, có phải má cô chỉ cho cô không? Con không có má, nhưng mà má nuôi chăm con tốt lắm. Trùng hợp vậy. Tôi cũng không có má lâu lắm rồi. Ở chúng ta không cha không mẹ. Nếu cô muốn có người nhà thì cô gọi tôi một tiếng ông ngoại đi. Ông ngoại? Ngoại. Sao ngon quá vậy? Là cách chế biến cổ xưa độc quyền của Trương Lai đó. Đừng lo khen nữa, mau ăn đi ông ngoại. Lúc nãy cô nói gì vậy? Ông ngoại. Hôm nay ngoại đặc biệt nấu thêm cơm. Bình thường á, bụng nó như bụng chim sẻ. Nếu bữa nào cũng có tiêu chuẩn như vậy thì ngoại không cần phải lo nó biến thành yêu đuôi rồi. Sao không ăn đi, Precious? Sao cái tên khó kêu vậy? Đổi tên khác đi. Cũng tốt. Quên đi quá khứ, tên mới, khởi đầu mới. Nó thì màu cà phê, hay là gọi là tiểu phê đi. Ừ, ngoài cũng cảm thấy không hay à, đặt tên là Phú đi ha. Tự nó tới Phú mà hả? Đặt tên dễ thương chút đi ông ngoại. Tín Hy, có đề nghị gì không? Alistair, cái tên này còn khó đọc hơn. Trong đối kháng Quan Vinh, nó là một con quái vật có sức chiến đấu rất mạnh. Ý, anh Tam kìa. Ông ngoại à, hả? Nó có phản ứng với ngoại kia. Mày phản ứng sao? Mày có đẹp trai giống như ảnh, hoài phong giống như ảnh không? Tao chỉ nói anh Tam thôi mà. Xem ra nó thích cái tên này lắm. Thôi được, vậy thì từ nay gọi mày là anh Tiểu Tam. Từ nay mày phải ngoan ngoãn nha, thương mày lắm anh Tiểu Tam. Nè, con đi đâu về vậy? Con có cái này đưa cho mâu mình. Ngoại đã đem xuống cho con rồi. Ê, con cũng kỳ, lâu rồi cũng không nhắc ngoại trả cho người ta. Suốt ngày cứ để ở bên gối không à. Ngoại đã giặt sạch hết rồi. Nè, trả cho con nè. Cảm ơn ông ngoại. Đừng nghe ông ngoại nói lung tung. Ê, nói lung tung cái gì? Ngoại vô trong rửa chén cái đã. Hey, cuối cùng cũng có thể trả lại cho má Panda. Hả? Không có gì chứ? Không có gì. Tặng cho cô nè. Lại có đồ tặng cho tôi. À phải, không phải, giảm giá. Mua hai đôi giảm 30%. Tôi thấy tai nghe của cô hơi cũ. Cái này tốt lắm đó, 40mm vai 500. Thiết kế âm thanh kiểu đóng. Giọng nói đặc biệt trong trẻo hơn. Cách âm cũng rất tốt đó, thử đi. Vậy cũng phải. Tai nghe của tôi đúng là hơi cũ. Vậy tôi tháo đó nha. Cô thích tai nghe này lắm hả? I don't know if I can take it, never knowing where I stand. I don't know if I can carry this on, and that's why I'm telling you that I don't want to run away from this love. It's not unbreakable, I don't want to give it up cause it's tough. When I've given everything, I don't want to walk away, this is love. It's unmistakable, can't you understand? We're not unbreakable. Cô kêu tôi phải nói. Sau khi tôi nói cô lại giận. Anh đã dám làm thì đã xác định rồi. Căng tin toàn là mùi thuốc súng. Có ai biết xảy ra chuyện gì không? Lãnh đạo đấu đá. Đúng là chúng ta thê thảm rồi. Tìm sẵn đường lui là vừa. Ruby à, hay là em theo anh cao bay xa chạy đi. Bay cái đầu của anh đó. Ok, đừng nói chuyện riêng nữa. Chuyện công phải tiếp tục chứ phải không? Sắp tới tôi phải qua thẩm quyến bàn bạc với hãng linh kiện. Ok. Có khi nào là do sếp Nam ăn hết quà vặt nên gây thù oán không? Nè, người hùng bên cạnh sếp, mau báo chút tin giùm đi. Đừng đoán mò, có chừng lại gửi nhầm nhóm đó. Tôi đã học được cách đoàn kết rồi. Người xin việc Kiếm việc sao? Công ty hoạt động tốt mà, cần gì lo chứ. Chị Phi à, nếu không có gì em về trước nha. À, được, mau đi đi. Bye bye. Alo. Xin chào, tôi ở trung tâm dưỡng lão Di Hinh. Cho hỏi đây có phải là công ty của Hứa Chính Vĩ không? Dạ phải, có chuyện gì không? Ba của ảnh bị sốt đưa vào phòng cấp cứu, nhưng nãy giờ điện thoại của ảnh không gọi được. Ảnh không ở Hồng Kông, bây giờ ba ảnh sao rồi? Làm ơn, ba của bạn tôi chuyển vào phòng cấp cứu. Tôi có thể đưa tin cho cô kiểm tra giùm tôi có được không? Xin lỗi, quy định bệnh viện tôi không thể kiểm tra giùm cô. Xin lỗi nha, ba tôi tên là Hứa Diệu Thành. Ba tôi sao rồi? Anh ngồi xuống để tôi đăng ký giùm anh. Bắt đầu từ buổi trưa, ông Hứa đã bị sốt không hạ. Tôi đã chích thuốc cho ông ta rồi. Bây giờ không có gì đáng ngại. Cảm ơn bác sĩ. Cô Mai, cô trực tiếp liên hệ hãng linh kiện thôi. Cảm ơn. Bà có sao không? Cậu là ai? Lúc trước ba tôi lái taxi, trí nhớ tốt lắm. Ba tôi thường đùa là ba nhắm mắt lại cũng có thể vẽ được bản đồ Hồng Kông. Tôi không nhớ bắt đầu từ lúc nào, trí nhớ của ba tôi từ từ kém đi. Chúng tôi tưởng đâu là ba có tuổi, trí nhớ kém cũng bình thường thôi. Cuối cùng, ba không biết nấu cơm, cũng không biết mặc áo. Mới biết thì ra là bệnh sa sút trí tuệ. Ba không thể tự chăm sóc bản thân. Tôi phải đi làm, không thể lo cho ba. Bất đắc dĩ mới đưa ba vào viện dưỡng lão. Nếu như tôi thường xuyên ở bên cạnh, hôm nay không lý nào ba không nhận ra tôi. Anh chỉ muốn ba anh được chăm sóc tốt hơn thôi. Lúc đó bà tiết kiệm lắm. Nhưng tôi đi học thêm, bà không tiết kiệm chút nào. Bà nói muốn tôi tạo lập tên tuổi, tạo được thành tích. Bây giờ anh làm gì cũng tốt mà, ba anh nhìn thấy cũng mừng lắm á. Tôi còn nhớ rất rõ, lúc tôi đi học, nói trường điểm nào đó, tôi mong bà tới đón tôi. Giống như những người cha khác đón con tan học, nhưng không có lần nào hết. Bà nói không muốn các bạn coi thường tôi, biết ba tôi là tài xế taxi. Tôi tự nói với mình, tôi phải tạo dựng tên tuổi, tạo được thành tích. Tôi phải đưa vợ và con tôi đi thăm ba tôi, nói cho ba biết ba chưa bao giờ làm xấu mặt tôi. Đâu phải bây giờ anh không có cơ hội. Làm gì vậy? Cho mượn da dựa một chút đi. Sao hả? Ra ngoài có chuyện buồn sao? Muốn gần ba chút thôi. Chẳng phải con đã lớn, không thích đeo theo ba sao? Tự nhiên đeo bám theo ba, có chuyện năn nỉ ba có phải không? Hơ, ba thật sự rất muốn con có chuyện năn nỉ mới đeo theo ba hả? Ba là ba của con mà, ba không biết chuyện của con sao? Con không có chi liên như ba đâu ba. Con sợ ba làm việc bận rộn, luôn cả nét mặt của con gái ba cũng không nhận ra, để ba nhìn kỹ chút thôi. Con nhỏ móc họng này, ngày nào cũng ra sức móc họng ba, thành cho ba cũng nhận ra con. Nè, cô thêm đường rồi mà, còn thêm nữa sao? Cô làm vậy không phải là cách. Thật ra tôi cũng không biết bản thân tôi muốn cái gì. Tôi chỉ biết á, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Đương nhiên rồi, làm gì có người chấp nhận được. Nhìn họ đi. Có những người nói tình yêu của đời trước khác xa so với lớp của chúng ta. Không biết có phải thật không? Tôi biết, cho dù là ai cũng muốn giống như họ vậy. suốt đời nâng đỡ cho nhau. Mà muốn vậy rất khó. Chắc chắn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, đau khổ rất là nhiều lần, và cũng từng chảy rất nhiều nước mắt. Nếu có lần nào đó họ không thể kiên trì mà bỏ cuộc, thì bây giờ sẽ không ngồi ở đây, biết đâu còn hối hận cả đời. Còn không thì có những người cũng từng trải qua nhiều chuyện như họ, nhưng kết quả thì rất là khác nhau. Tôi biết cô đã vì Marcus hy sinh rất là nhiều. Chính vì cô mong mỏi giờ ảnh rất lớn, cho nên bây giờ cô mới thất vọng. Cho dù thế nào thì hôm nay tôi thật sự không phải đỡ lời cho Marcus. Tôi chỉ muốn trước khi cả hai người đưa ra quyết định gì thì phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để bản thân hối hận. Anh trân trọng mua mình, tôi cảm thấy anh nên làm chút gì đó. Anh làm những chuyện này vô ích lắm. Một mình anh nhớ em lắm. Anh nhớ đến không làm được gì hết. Anh cũng không biết tính sao. Thật như vậy, thôi thì buông tay đi. Lỗi tại anh. Mấy hôm trước anh đã đi thăm ba. Ba không có gì chứ? Ba không nhận ra anh nữa. Anh không thể mất luôn các em. Nếu như không có em, anh sẽ mất hết tất cả. Em biết ba anh có ảnh hưởng rất lớn đối với anh, cho nên anh cần có thời gian để suy nghĩ kỹ. Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Lúc trước chúng ta rất là vui vẻ, rất hạnh phúc mà, đúng không? Phải. Đúng là chúng ta từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chính tại anh đã hủy hoại tất cả của chúng ta. Đó không phải là quá khứ. Anh hứa với em, tương lai của chúng ta cho đến khi già, chúng ta cũng hạnh phúc như vậy. Làm vợ anh đi. Anh có biết em đã đợi anh rất lâu không? Nhưng trái lại anh cậu hôn em ngay trong lúc này. Có những chuyện đã xảy ra, tức là đã xảy ra, không phải một chiếc nhẫn thì có thể bù đắp được đâu. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh sẽ rất thương em, sẽ rất tốt với em, tin anh đi. Chính vì anh không thể nào chứng minh được. Bây giờ em nhắm mắt lại thì nhìn thấy tấm hình của anh và cô gái đó. Từ nhỏ tới lớn mà em bỏ rơi em. Em rất muốn có một người cứ giống như người nhà vậy, thương yêu em. Em tưởng đâu người đó sẽ là anh. Nhưng mà người làm em thất vọng nhất cũng là anh. Thực tế anh và má không có gì khác biệt. Kẻ mất hết tất cả là em. Không phải, em còn có anh mà. Chúng ta còn cả tương lai mà. Không phải, bây giờ người em không muốn gì thế nhất cũng là anh. Em đánh đi, giá nạn cũng không buông ra đâu. Tránh ra đi, buông em ra đi. Em đánh đi, giá nạn cũng không buông ra đâu. Buông em ra đi. Mơ mình, anh thực sự rất yêu em. Em đừng đi mà. lại tới phòng phát live của Tinker. Có phải có cảm giác bí ẩn lắm không? Sao lại đeo mặt nạ? Bởi vì tôi muốn trong vòng 5 phút thử làm một kiểu trang điểm dạ hội cực nhanh. Ta-da! Mặt mộc của tôi có phải cũng dễ thương như vậy không? Mọi người nhớ ra sức ủng hộ nha. À, cảm ơn mọi người nhiều lắm. À, được rồi, tính giờ. Việc đầu tiên cần phải dùng là kem dưỡng ẩm. Ủa? Rõ ràng lúc nãy để đây mà. Đâu mất rồi? À, tìm được rồi. Thì ra là bị đồ che mất. Cười cái gì vậy? Cười tôi đặng trí sao? Không được nha. Thôi được, bây giờ chúng ta tính giờ nha. Việc đầu tiên phải thoa chính là kem dưỡng ẩm. Mát rượi dễ chịu quá. Nè, thoa đều một chút sẽ ẩm nhanh hơn. Ông ngoại. Trời ơi, đi lung tung hoài, ngồi yên đi. Làm kiên trung. Có phải ngoại muốn con tức chết không? Ê, con đừng tức giận quá. Ngoại sợ anh Tiểu Tam ảnh hưởng con làm việc thôi mà. Bây giờ ngoại thật sự ảnh hưởng tới con rồi. Lúc nãy cảnh ngoại đứng sau lưng con xẹt qua xẹt lại bị lộ hết rồi. Anh hai, anh ở đây cũng không cản ngoại. Thật ra mày cũng không đáng sợ lắm. Mày nhìn em tao kìa, nó còn đáng sợ hơn nữa. Đừng tức giận nữa. Má mày tới thăm mày kìa. Xin chào. Chào ngoại, xin chào Thiên Cơ. Tới rồi hả? Anh Tiểu Tam, tôi mua cho mày cái gì nè? Chà, mau cảm ơn chị Mô Minh đi. Qua đây chơi với chị Mô Minh đi nè. Nè. À, chà. Cho nó ăn đi. Cho nó ăn đi. Nè. Tôi cũng có mua dây xích chó thông minh cho nó. Cô coi nè. Có hệ thống định vị GPS, thiết bị cảm ứng sức khỏe, với lại lượng hấp thụ calo, tất cả đều được lưu trữ. Ghê vậy sao? Từ nay dắt chó không sợ bị lạc mất nữa rồi. Tôi không có lo cho lắm. Anh chu đáo như vậy, anh sẽ chăm sóc anh Tiểu Tam đàng hoàng mà. Chúng ta hay là cùng nhau dẫn chó đi. À, phải. Xin lỗi nha. Alo Marcus. À, em làm xong việc sẽ tới ngay. Bye bye. Hai người làm lành với nhau rồi sao? Chia tay rồi quay lại cũng bình thường thôi. Cũng không hẳn. Làm lành cũng có thể lại tan rã. Ngoại lo cho con thôi. Cảm ơn ông ngoại. Nhưng mà con và Marcus quyết định làm đám cưới rồi. Vậy thì chúc mừng cô. Chúc mừng con. Tính tới thời điểm này, đơn đặt hàng mắt kiến thông minh khiếm thị của chúng ta nhận được đã hơn 10.000 đơn. Còn có tổ chức y tế nó muốn hợp tác với công ty của chúng ta. Công lao này là của tất cả mọi người. Cảm ơn. Không biết hôm nay ông chủ có tuyên bố tăng lương không ta? Trông cậy vào mọi người, cố lên nha. Bữa cơm hôm nay coi như chúc mừng công ty chúng ta trở thành thú một sừng của công nghệ Hồng Kông. Rồi chúng ta cạn ly. Tiếp tục thành công. Ok, nghiêm túc một chút. Hôm nay tôi có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Xin lỗi nha, tôi tới hơi trễ một chút. Không sao. Cảm ơn. Xin lỗi, có tương ớt không? Dạ có, đợi lát. Cảm ơn. Sao dở vậy? Anh Vĩ, có phải lúc này anh còn chuyện muốn nói không? Anh có chuyện muốn chia sẻ với mọi người phải không? Đúng vậy, tôi và Mô Bình chuẩn bị đám cưới. Vậy thì hay lắm. Luôn cả tài liệu tôi cũng lấy cho anh rồi. Còn cả 5 lận. Sao cô còn gấp hơn tôi vậy? Anh Vĩ à, tới lúc đó đám cưới nhớ để lại mấy cục kẹo cưới cho em nha. Em muốn hưởng lấy chút đầu qua. Cô xinh đẹp như vậy, không chừng người tiếp theo sẽ là cô. Cảm ơn. Hèn chi người ta nói hôn nhân giống như một tòa thành, người bên ngoài thì muốn vào thành, người trong thành thì muốn thoát ra. Ôi trời ơi, cậu đừng có như vậy nữa. Ai nó muốn thoát ra chứ, vô còn chưa vô được nữa. Sếp à, sếp có thể lấy thêm một bộ cho em coi không? Hả? Anh cũng vô thành sao? Em muốn coi Ruby định tổ chức ở đâu. Anh muốn biết tới lúc đó tôi đãi ở đâu, nhận thiệp của tôi sẽ biết ngay. Thiệp cưới của em chính là thiệp mời của anh sao? Trên đời này đau khổ nhất không gì bằng đó. Tín Hy, sao lại không ăn? Đâu có. Không có gì chứ? Không có gì. Tinker đã nói cho tôi biết hết rồi. Nó nói gì cho cô biết vậy? Tôi biết là anh thất tình.大世界都於此前看得太易，遺忘了若要追，必須要踏前。自困細小的圈子，每日道理試試，夢與想終於離開身邊，是有想說的遺憾還未說完。本應該行得前一點，不應該如今才開始。哪個會願意遺憾昨日的事？人離地太遠，只懂淡於沒結果的天地事。為何不勇敢去追真正目標？